Tuần 5 bốc thăm trúng thưởng Tam Đa Promo 2023 được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Tam Đa Uchilat Labem. Mở đầu cho tuần 5, ban tổ chức đã gặp gỡ với chị Thu Hà Venekova, khách hàng trúng giải nhất tuần 4 của Tam Đa Promo. Ông Hoàng Đình An, giám đốc Tam Đa Foods Uchilat Labem đã trực tiếp trao iPhone 14 Pro Max cho vị khách hàng may mắn này. Chị Thu Hà Venekova, ông Hoàng Đình An cùng các vị khách tại Trung tâm Thương mại Tam Đa đã giúp ban tổ chức lựa chọn ra 3 chủ nhân của giải thưởng tuần 5. Theo đó, giải nhất, điện thoại iPhone 14 Pro Max thuộc về công ty Maxihit SRO đến từ Tam Đa Express Hot Chivise. Giải nhì, máy hút bụi Dyson V12 Detect Sleep Absolute thuộc về khách hàng Mikha Balacek đến từ Tam Đa Foods Uchilat Labem. Giải ba, máy làm tóc Dyson Airwrap Comlink Long HS05 thuộc về khách hàng Phương Vũ Xuân đến từ Tam Đa Foods Praha. Nhà tài trợ đồng hành của tuần 5 là công ty Martoni 1873. Đây là lần thứ 6 tôi tham gia livestream bốc thăm trúng thưởng Tam Đa Promo. Tôi thấy những giải thưởng năm nay thú vị hơn những năm trước và có nhiều cơ hội hơn cho nhiều khách hàng để cùng sở hữu những chiếc ô tô đẹp này. Theo tôi cảm nhận thì mọi điều đang diễn ra rất tốt đẹp. Sau những chương trình của Tam Đa Promo, các đơn hàng đặt từ Tam Đa tăng lên và các chương trình của Tam Đa Promo hấp dẫn hơn. Ông Lukas Przychowski, đại diện công ty Martoni đã trực tiếp quay những vòng quay may mắn để lựa chọn ra 10 lá phiếu của tuần 5 lọt vào gala dinner. Theo đó, 10 khách hàng này bao gồm 1. Khách hàng Khôi Nguyễn Minh đến từ Tam Đa Express Hot Chivise, 2. Khách hàng Thanh Nguyễn Vân đến từ Tam Đa Express Hot Chivise, 3. Khách hàng Đặng Nam Phạm đến từ Tam Đa Express Brno, 4. Công ty Darkova Prodeina VOS đến từ Tam Đa Express Hot Chivise, 5. Khách hàng Duy Cao Văn đến từ Tam Đa Express Hot Chivise, 6. Khách hàng Thị Quý Phạm đến từ Tam Đa Express Brno, 7. Khách hàng Đức Mạnh Nguyễn đến từ Tam Đa Express Brno, 8. Công ty ASU Food SRO đến từ Tam Đa Express Hot Chivise, 9. Công ty DAH Cosmetica SRO đến từ Tam Đa Foods Praha, 10. Công ty Tostarden AS đến từ Tam Đa Foods Uchilat Labem. Như vậy, Tam Đa Promo 2023, chương trình tri ân khách hàng lớn nhất trong năm của tập đoàn Tam Đa đã đi được một nửa chặng đường. Đã có 50 lá phiếu may mắn được gọi tên để cùng tranh giải thưởng chính là 4 chiếc xe Hyundai Tucson vào đêm chung kết. Chúng ta còn 5 tuần nữa để đi tìm cơ hội may mắn trúng các giải thưởng tuần vô cùng hấp dẫn. Hãy tích cực săn phiếu Tam Đa trong nửa chặng đường còn lại. Đừng quên tuần 6 livestream bốc thăm may mắn sẽ tiếp tục được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Tam Đa Uchilat Labem vào lúc 14 giờ thứ ba ngày 2 tháng 5 2023.